Cộng sản Việt Nam sợ quốc tế quá vụ đồng tâm. Ngay những ngày đầu khi sự kiện đồng tâm diễn ra, dư luận trong và ngoài nước đã đồng thanh lên tiếng dạch trần hành động tấn công giết người tàn bạo của công an. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Bộ Công an đã liên tục đưa ra nhiều tin tức để biện minh cho những hành vi của mình. Nhưng dư luận không ai tin vào những gì cho Bộ Công an đưa ra vì nó quá mâu thuẫn, đầu không xuôi, đuôi không lọt như một vở bi kịch được dàn dựng tồi. Mới đây, hôm 20 tháng Giêng, báo Quân đội Nhân dân nhảy vào với bài báo Quốc tế hóa vụ việc đồng tâm, một âm mưu gian trá vô lương tâm, nhằm mục đích bào chữa cho những hành vi giết người tàn bạo của công an, cũng là dịp để mặc sát những nhà hoạt động đồng hành cùng bà con đồng tâm. Có đúng như báo Quân đội Nhân dân viết, chỉ những kẻ vô lương tâm mới có thể biện minh cho những hành vi giết người, chống người thi hành công vụ khủng bố hay không. Trước hết, cần phải xác định cho đúng những gì đã xảy ra ở Đồng Tâm đêm hôm ấy. Đây là một cuộc hành quân phối hợp giữa công an và quân đội, hai lực lượng được võ trang mạnh nhất hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam với quân số tham dự ước lượng 3.000 người. Nó đã được vạch kế hoạch, chuẩn bị kỹ từ trước và được thực hiện như một cú đánh úp lúc nửa đêm về sáng nhằm vào một số đối tượng chống đối mà theo Bộ Công an có khoảng 30 người. Sau này, người ta mới biết 30 người ấy đa số là thân nhân trong gia đình cụ Kinh. Nếu căn cứ trên hình ảnh của những khí cụ mà công an nói là tịch thu được từ thành phần chống đối, gồm lưu đạn, bom xăng, gậy gọc, dao nhọn, thì thấy trên thực tế những người dân Đồng Tâm đã sử dụng vũ khí quá ô hợp và thô sơ, có thứ như những dụng cụ làm nông. Như thế, làm thế nào? 30 thành phần chống đối có thể đối đầu với súng đạn, xe bọc thép của 3.000 cảnh sát cơ động, trong khi Trung đoàn 22 cảnh sát cơ động được coi là một đơn vị tinh nhuệ nhất của Bộ Công an, thường được sử dụng trong những cuộc đàn áp trong nhiều vụ án cướp đất. Vậy, so sánh lực lượng giữa 3.000 cảnh sát cơ động võ trang mạnh mẽ tấn công vào làng hoành lúc 4 giờ sáng với 30 người dân chỉ có vũ khí thô sơ, người ta thấy trước tiên là không có sự cân bằng lực lượng. Cho nên đây là một cú đánh úp hay có thể nói là một cuộc đánh lén vào làng hoành vì nó được thực hiện lúc khoảng 4 giờ sáng khi người dân đang ngủ thay vì đang tụ tập gây rối trật tự như công an cáo buộc. Mục đích của cú đánh úp này của công an nhằm tiêu diệt nhanh chóng mọi sự kháng cự và tàn sát những người dân muốn bảo vệ mảnh đất của mình, trước nhất là cụ Lê Đình Kình và những người trong gia đình. Đây là vấn đề cần phải cho dư luận thế giới nhìn thấy cách hành xử bất chấp pháp luật chà đạp nhân quyền bằng bạo lực súng đạn của Cộng sản Việt Nam như thế nào. Cũng chính vì sự chênh lệch lực lượng đôi bên, nên sau đó dư luận đã đứng về phía bà con Đồng Tâm đang bị bắt và bị công an gán ghép tội giết người một cách phi lý. Trong khi đó, nội vụ cái chết của ba cảnh sát cho tới nay không có gì rõ ràng, mà chỉ là tin tức một chiều từ Bộ Công an đưa ra, sự độc quyền thông tin càng khiến dư luận nhận ra một cách rõ ràng sự cố tình giấu giếm sự thật để công an dễ bề thao túng lòng tin của những người nhẹ dạ. Đây cũng là vấn đề cần phải có một cuộc điều tra để làm sáng tỏ ba cái chết đầy nghi vấn này. Bởi vì người ta không loại trừ việc Bộ Công an đã dựng ra thảm kịch này để kết án 19 người trong số 22 người bị bắt về tội giết người sự quy chụp phi lý này chính là một hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng mà chúng ta cần nêu ra để thế giới lên tiếng. Bài báo của tờ Quân đội Nhân dân với nhiều lý luận bao che, bào chữa cho tội ác của công an và đi đến một kết luận rất quen thuộc của nhà cầm quyền độc tài là công an đã xử lý sự việc đúng pháp luật, không vi phạm nhân quyền. Lỗ bờ thân nữa, tờ báo đã bỏ công chê khai một loạt các đài nước ngoài như BBC, VOA, RFI, RFA tiếng Việt, vân vân và cho rằng các đài này loan tin thất thiệt, chủ quan và xuyên tạc tình hình đồng tâm. Tờ báo cũng không quên cáo buộc đảng Việt Tân đã kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp, kêu gọi quyên góp ủng hộ nạn nhân đồng tâm, trong khi đây chỉ là sự hỗ trợ pháp lý cho những người dân bị bắt mà gia đình họ nay chỉ còn đàn bà và trẻ con. Điều này cho thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam thực sự lo sợ tin tức về đồng tâm lan tràn ra ngoài mà không nằm trong sự kiểm soát của họ nhưng dư luận quốc tế qua nhiều nguồn đang hướng về đồng tâm và bắt đầu lên tiếng bộ công an còn bước thêm một bước đầy sai lầm nữa khi làm áp lực việc công ban phong tỏa tài khoản nhận tiền phúng điếu của cụ lê đình kình của nhà hoạt động nguyễn thứ hạnh để làm được điều này Bộ Công an một lần nữa lại du cáo bà Nguyễn Thúy Hạnh đã có nhiều hoạt động liên quan tới tổ chức khủng bố Việt Tân mà không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Sự kiện tùy tiện và không có lý do chính đáng này cũng đã vi phạm vào quyền tự do của công dân và cũng cần phải cho thế giới biết trong khi việc công an mở rộng hoạt động ra nước ngoài từ 2019, cụ thể là ở Hoa Kỳ. Tóm lại, cần thiết phải đưa vấn nạn động tâm ra báo chí và nhờ chính giới quốc tế lên tiếng và phải xét xử những tội phạm giết dân. Cho nên, bài báo trên tờ Quân đội Nhân dân, dù có nhân danh pháp lý và đạo lý, chỉ là một trong nhiều cố gắng che tội cho lãnh đạo Cộng sản mà thôi, vì ai cũng thấy thứ pháp lý và đạo lý ấy của đảng là con đẻ của bạo lực súng đạn. Điều trớ treo là tờ báo này đã dùng những tên trở cờ ở hải ngoại như Hoàng Duy Hùng, để giúp biện minh cho sự sai trái một chính quyền tàn bạo đối với chính đồng bào mình. Hay như Diệt Kiều, Hồ Ngọc Thắng ở Đức cũng được báo quân đội nhân dân cò mồi phỏng vấn. Nhân danh là một luật gia nước ngoài khẳng định một cách trắng trợn rằng trong tình huống xảy ra hôm mùng 9 tháng Giêng năm 2020, ông Kình là một phần tử khủng bố nên phải bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng dù có cố tô son điểm phấn hay bào chữa đến mức nào, bộ mặt dân chủ giả hiệu của đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bị người dân Việt dạch trần là bộ mặt côn đồ, hèn với giặc, ác với dân. Do đó, quốc tế quá dù đồng tâm, đưa thủ phạm ra trước tòa án, chúng ta đã làm điều mà Cộng sản Việt Nam đang sợ.